Hello cho tất cả mọi người. Bây giờ thì rút sẹo vào cái bắp hả? Hai xem thăm bắp như thế nào. Bên này thì thấy nhiều heo nó đi ra đi vào quá. Rồi xem thử. Chạy rồi ha. Chuột gì đây ta? Chuột heo đây ta. Đây này. Mới từng này có chuột không ta? Wow, các bạn ơi, đây bạn ơi, mình đi thăm vườn thì thấy mấy cái quả ớt này, chu mấy quả ớt này kìm mãi mà không có ra, bây giờ nó có ở đây đầy luôn. Wow, chim ăn này, các bạn nghe tiếng chim không? Đó chim ăn đây này. Ui dạ, nhiều ớt quá này, một cây nha, ở đây hai cây nha, ba cây ở đây nha, ba cây nha, bốn cây nha, năm cây nha. Wow, ớt chín ngon hết luôn các bạn ơi. Nãy kiếm ớt không ra để làm chế mấy món ăn. Wow, chim ăn này. Chim ăn này. Tí nữa nó đi như chỗ nào nó mọc lên này. Wow, các bạn ơi. Này có chuột này các bạn ơi. Đây này. Đó, đây là dấu vết của chuột này. Chuột nó đã ăn này, đó. Đây này. À, khu này có chuột ha. Đây là ổ quả này mà, quả này là quả đậu về. Vườn ha, vườn là để vùng La Rai để hoang à. Đậu về. Cũng ngon lắm hả? Đây, cái bộ đây này. Ô, cái lỗ này mà không thấy mà. Ô, nó ra từ lỗ này không thấy. Chắc ở trên này thôi. Không có chuột nhưng mà thì đang ở lỗ này. Đây này. Đó, chỗ nó ngủ nè. Ra chết luôn rồi, trời ơi. Hết rồi. Ui.
Ui. Ê. Chặt bộ ấy. Lòng lòng lòng. Ê. Bần tờ ấy. Ê. 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 Tỏ quá, không đúng. Rất thiểu mà nó tỏ. Ní, đệ vào khỏi. Đệ lão là ta khỏi. Chạy rồi. Ish. Ish. Rồi má ha. Ồ, tiếc quá các bạn ơi. Ba con chuột thoát hết rồi. À, săn kêu chuột kia nên là đi thăm rãi thôi mà. Ba con chuột thoát hết. Tiếc quá. Thôi, cảm ơn các bạn nha, đã xem video nha. Hẹn gặp lại các bạn một video tiếp theo nha. Bye bye. Mình đi kiếm tổ chuột đấy nha.